Hôm qua ngày 14 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. 10 năm qua, Thoại Sơn đã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ tiêu của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, triển khai thực hiện nghị quyết số 28 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, phối hợp triển khai sâu rộng công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, tổ chức tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Kết quả, toàn huyện có 42 cuộc diễn tập, huấn luyện lực lượng thường trực 98%, lực lượng dân quân tự vệ 100%, lực lượng dự bị động viên có 95,95%. Thực hiện công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng được 79 lớp, hỗ trợ xây dựng nhà tình đồng đội được 9 căn. Trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có nhiều thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.